Series quân sự tập 2. Sau khi vệ sinh cá nhân mình sẽ được anh cùng trọ lai đến thủy lợi. Đến trường rồi mọi người. Đầu tiên thì chúng ta phải vào căng tin mua đồ ăn sáng phát đã. Đây là bữa sáng của mình nè. Cùng có một chai nước, một bánh bao và một bánh mì. Đấy mọi người đang đợi xe đông nhờ. Ăn sáng xong ấy thì chúng ta sẽ lên xe. Loan Doan bước lên xe đi Hưng Yên. Thì let's go. Trời ơi, xe đảo đảo chóng mặt quá. Mãi mới đến. Đầu tiên khi đến là mọi người phải xếp hàng điểm danh. Nhìn ai cũng háo hức, nhìn như kiểu đi du lịch luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi nhận phòng. Thế là được hội ngộ với anh em cùng khoa này. Nhìn như kiểu em ở đầu sông anh cuối sông. Đầu tiên khi vào phòng còn bỡ ngỡ và bất ngờ. Phòng thì rất sạch sẽ, dụng cụ vệ sinh trang bị đầy đủ, nước thì siêu mạnh. Đội mình rất là may mắn luôn. Ở ngay tầng 3 rất là thấp, chứ giờ mà lên tầng 8 chắc mệt chết. Mạng ở đây thì nó có phải là nhận phòng thật sự là bất ổn mà mọi người. Ôi mà mình đi quân sự mà có phải đi du lịch đâu. Cứng rắn lên các chàng trai. Phòng xong thì bọn mình sẽ xuống xếp hàng để ăn cơm. Bữa cơm hôm nay gồm có tôm thịt canh rau đầy đủ luôn. Vào thì không phải gọi là cơ ngon. Nói anh chung là bữa đầu tiên như này rất là ổn. Nhìn anh em lúc này là đứa nào cũng háo hức cả. Biết ngày mai như thế nào đây, nhưng hôm nay cứ phải vui trước đã. Ăn xong thì thằng nào thằng ấy mang bát đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Và giờ thì đi ngủ thôi.